Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, mỗi năm cứ đến ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, thì trên mạng Internet, những người đã bị cách mạng xóa bỏ đặc quyền khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng và những lực lượng cực đoan về chính trị ở Hoa Kỳ tiếp tục điệp khúc cũ mòn, tìm cách xuyên tạc chiến thắng vĩ đại giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nhân dân ta. Lại là những câu từ sáo rỗng như 30 tháng 4 là ngày quốc hận, ngụy biện cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ, độc lập dân tộc của toàn dân ta là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết đối với bọn vong quốc nô thì ngày 30 tháng 4 1975 là ngày đen tối, quốc hận của lão chăn bò Dương Vương Kinh. Trong những năm tháng đen tối của lịch sử dân tộc, khi thực dân Pháp xâm lược nước ta 1858, kể từ đó, nhân dân ta sống kiếp nô lệ với đủ cảnh đớn đau, tủi nhục, không lối thoát. Các phong trào yêu nước bị người Pháp nhấn chìm trong biển máu. Phan Bội Châu là một trong những chí sĩ yêu nước tiêu biểu trong thời kỳ Pháp thuộc. Trong bài ca Chúc Tết Thanh Niên, ông đã gửi gắm đến quốc dân đồng bào ta lời kêu gọi khẩn thiết. Đúc gan sắt để dời non lấp biển, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Thời gian từ 1858 đến 1945 mới là những năm tháng quốc hận, là những chuỗi ngày dài đen tối nhất mà dân tộc ta, nhân dân ta phải trải qua, là gian sơn muôn dặm, huyết lệ đôi hàng. Trong thời gian đất nước ta bị hai tầng áp bức bóc lột, nửa thực dân, nửa phong kiến, do thực dân Pháp và chế độ phong kiến bù nhìn tay sai gây ra, là chuỗi ngày dài vô hạn, ngày cũng như đêm, không ánh sáng, không một tiếng cười. Cổ nhân có câu, thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo ra thời thế. Và đúng như người anh hùng Nguyễn Trãi từng viết, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Ánh sáng chân lý của thời đại đã được Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh lan tỏa trên đất nước ta. Phương Đông rực rỡ ánh hào quang chói lọi chào đón sự ra đời của đảng ta 3 tháng 2 1930. Kể từ đây, dân nước Nam được soi đường chỉ lối, chấm dứt gần 80 năm bế tắc trong đường lối cứu nước. Cách mạng tháng 8 thành công, mà đỉnh cao là ngày 2 tháng 9 1945, Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kể từ đây, đất nước ta chấm dứt đêm trường nô lệ, làm nên một Điện Biên Phủ rung chuyển đất trời, đưa miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dồn sức người, sức của cho công cuộc chống Mỹ cứu nước. Trên tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do và Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Để rồi những đôi chân không mỏi bước vào cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, đạp bằng đá núi Trường Sơn, những bước chân phù đổng nhằm hướng Nam mà đi, những chàng trai tuổi 18 đôi mươi bước vào chiến trường miền Nam, mang theo trong mình hồn thiên sông núi, khí phách của tiền nhân và một trái tim quả cảm, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để viết nên khúc hùng ca vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ngày 30 tháng 4 1975 là ngày mà Giang Sơn gấm vóc đã được thống nhất, Nam Bắc một nhà, là ngày mà dân tộc ta chấm dứt nỗi đau chia cắt đã được rồi nỗi đau ngày Bắc đêm Nam. Trong số những tên chóp bu, những tướng tá của Ngụy Đầu Sỏ từng theo Pháp và khi Pháp bị đánh bại, thì chúng lại theo Mỹ để chống lại nhân dân ta, giết hại đồng bào ta, chia lìa Bắc Nam vốn là con một nhà. Đó cũng là ngày mà bè lũ tay sai bắn nước Ngụy Sài Gòn bị tổ quốc ta, nhân dân ta đạp xuống bùn đen vạn kiếp. Là ngày mà Ngụy Sài Gòn phải trả giá, phải đền tội vì những gì chúng đã gây ra cho dân tộc này, chứ không phải là ngày quốc hận hay ngày đen tối. Quốc hận có nghĩa là hận vì đã mất nước, mất tổ quốc. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 4 1975, đất nước ta thống nhất, Giang Sơn liền một dải chạy dài từ mũi Cà Mau đến địa đầu Lũng Cú. Nước Việt Nam do người Việt Nam làm chủ, nhân dân Việt Nam quyết định vận mệnh của tổ quốc mình. Những người Cộng sản vĩ đại đã rửa mối nhục quốc hận bằng cách đánh đổ chế độ thực dân tồn tại gần 100 năm. Rửa mối nhục bị chia cắt trong 21 năm mà thủ phạm là lũ ngụy tặc, cõng rắn cắn gà nhà, bằng cách đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Thống nhất Giang Sơn, thu lại từng tấc đất của tổ tiên để lại. Vậy thì đó phải là ngày mà dân tộc ta viết nên khúc khải hoàng ca thống nhất, là ngày trọng đại nhất chứ sao gọi là quốc hận. Ngày đen tối, quốc hận
là khi chúng mày chối bỏ trách nhiệm của mình với quốc gia dân tộc nơi đã sinh ra chúng mày để chạy trốn, không dám đối diện với thực tế, trở thành những tên vong quốc nô ở xứ người. Sau ngày 30 tháng 4 1975, với tinh thần nhân văn cao cả, với chính sách hòa hợp dân tộc, Đảng và nhà nước ta đã cho ngụy quân ngụy quyền cơ hội để trở lại làm người, cải tạo giáo dục để trở thành con người theo đúng nghĩa, thực hiện lời Bác Hồ dạy: đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ, có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang. Sau khi học tập cải tạo xong, có rất nhiều người đã tỉnh ngộ, góp sức cùng cả nước xây dựng Giang Sơn tươi đẹp như hôm nay. Chỉ một bộ phận nhỏ nhất quyết bỏ lại quê hương để đến với xứ tự do, lại một lần nữa theo giặc, ngày đêm chống phá đất nước suốt 45 năm qua, đó mới là giống vô loài, phản quốc, vong quốc nô, là đáng để hận. Xin mượn lời của Asif Ford: kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh biệt của đồng bào. Trong muôn vàn tội lỗi của kiếp nhân sinh thì tội phản quốc là tội nghiệp nặng nề nhất. Từ cổ chí kim, như một lẽ tất yếu rằng những kẻ phản bội tổ quốc sẽ luôn nhận kết cục tủi nhục và đau đớn nhất. Hãy tỉnh mộng đi để quay về với chính nghĩa, với tổ quốc, với nhân dân. Đó sẽ là ngày các bạn hết quốc hận, hết đen tối, hết vong quốc nô. Xin mượn hai câu thơ của Văn Thiên Trường để kết thúc: nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.